cô và các bạn. Chúng em là nhóm 2 đến từ trường Trung học phổ thông Tân Bình. Em tên là Lê Hồng Vân, học sinh lớp 11B5. Em tên là Trần Lê Ý Anh, học sinh lớp 11B13. Em tên là Đinh Huỳnh Minh Khôi, đến từ lớp 11B5. Sau đây chúng em xin trình bày về sản phẩm tên lửa nước bung dù. Tiếp theo là bộ phận giàn phóng và cuối cùng là tên lửa nước có dù. Thì nói sơ về bộ phận giàn phóng thì sẽ bao gồm hai bộ phận chính, đó chính là đế giàn phóng và ống phóng. Thì hai bộ phận này được nối với nhau bằng một cái van ống nước. Phần van ống nước này sẽ có nhiệm vụ là đóng lại khi trong quá trình bắn để ngăn chặn cho khí không cho khí di chuyển lên các nơi khác mà di chuyển thẳng lên tên lửa. Ở đây thì sẽ có các bộ phận ống nước cùng với dây rút dùng để cố định tên lửa trong quá trình nạp khí, và phần băng keo non màu trắng ở đây dùng để ngăn chặn việc rò rỉ nước từ chân trong tên lửa ra ngoài. Tên lửa thì sẽ bao gồm 3 bộ phận. Bộ phận thân chính thì sẽ chứa nước khoảng 500ml, và bộ phận cánh thì sẽ gồm 3 cánh dùng để cố định tên lửa. Và bộ phận đầu tên lửa thì sẽ có một cái dù với đường kính là 30cm, và khi mà bắn lên thì phần nắp này sẽ mở ra và phần dù bên trong sẽ bung ra ngoài và khiến tên lửa hạ cánh an toàn. Trong quá trình bơm thì phần khí từ đồ bơm xe đạp sẽ di chuyển, sẽ được bơm vào bộ phận ống phóng nhờ vào một cái van xe đạp ở đây, và nó sẽ di chuyển thẳng lên phần thân chính của tên lửa, và khi đến một mức nhất định thì chỉ cần kéo phần ống này xuống, tên lửa sẽ bay lên và bung.